Anh em mày đông không có nghĩa là mày lớn, mày có hình xăm không có nghĩa là mày có 10 cái mạng, nhớ nha. Con trai ơi, vô đây chơi game nè. Ủa, anh là bồ em mà, con éo gì? Thì đứa nào bú đứa đó là con chứ. Có anh em ở bên mình, chẳng việc gì phải xoắn, hảo nam tôi lo lắng. Xin gửi đến người yêu tương lai của em một câu: yêu em mà không tử tế là em cho anh tử vong luôn. Suốt cuộc đời này, tôi không thể nào quên được cô gái ấy. Bởi vì con gái ấy đẹp xinh sắc son làm ta tương tư như hùng ngày qua, ai lại xô ngã. Mùa chiều em vui bước cùng ai sắp lên điệu hoa, anh đừng ngóng trông từ xa em đi thật à. Em nói là em làm tránh cái bầu của anh đẻ. Vì sao em không đẻ đi, em kêu anh đẻ. Thôi đẻ mệt lắm, khổ. Thế nào khổ, em chăm em cho. Tao chỉ có cà phê với thuốc lá, không hút thuốc. Vậy tao hút gì giờ? Vậy thôi anh ăn kẹo đi để đừng hút thuốc nữa. Tao đâu phải con nít mà kêu tao ăn kẹo. Mày bị điên hả? Người yêu của anh tới kìa. Mày nói tào lao gì vậy? Tao độc thân, làm gì có người yêu. Anh không thấy hả? Trước mặt anh nè. Ý mày nói mày là người yêu của tao đó hả? Sống gió, có khi anh vật ngã đầy, chẳng dày dài.
Xinh cái đẹp thôi đúng không? Vậy các cậu có dám sâu mạch vào liên nhạc không? Ai lên top có quà nha, tớ số trước nha. Em buông đâu và một mình trốn trong nhà. Nhiều lần lại làm tao hái thêm đồ và lòi làm với ông già. Người tình ngày nào nay cứ theo chồng mà tan một giấc mơ hồng. Đành ngần ngùi nhìn em bước qua pha và u phi. Vinh bay cùng bay nắng khói thì bay khắp nơi trong mịt vắng từng người. Cỡ quần rè đi em, chẳng thấy bờ mông xích lại gần mình cũng hoa mặt nha. Eo em chẳng anh nhìn không rè vuốt nhẹ lên cổ anh đang phê mà em đi đâu chẳng đi hiểu thôi. Chị hai em xin vào. Ủa, ai đây em? Dạ, bạn em nó bị BD. Bè này nói vậy làm tôi mắc cỡ quá à. Con người muốn yêu như ông như bà, anh muốn yêu như đứa con nít. Như đứa con nít nó yêu là yêu, nó không thể yêu người nó không thích. Là đơn giản và bụi ra chơi, thế em một mình nên anh tiến tới. Tôi sẽ không nói là nãy giờ Quân ngồi cạnh tôi đâu nha. Ai, mình sẽ không nói là hôm qua bạn gã mình đâu nha. Ơ anh, không phải như anh nghĩ đâu. Cút. Non quá là non. Người trong giang hồ, đâu sợ cảnh máu rơi đâu. Người trong giang hồ, nếu có chết. Chị Sừng ơi, chị kéo ganh em nghe chị Sừng. Ủa mà sao em kêu chị cái tên kỳ vậy? Thì em thấy chị Sừng nhóc quá trơn đó. Mà chị kỹ năng cao không chị Sừng? Thì nhìn chị có sừng là em hiểu rồi đó. Đổi nhân vật pho đi em, 2 căn 4 luôn chị chơi chấp người. Dạ dạ. Có xu chưa em ơi, hồi sinh cho chị đi em. Dạ dạ. Hồi sinh nữa đi em ơi, chị xuống lút đồ anh. Nước ngoài bo hồi sinh nữa đi em ơi. Trời ơi, gì đâu mà nãy giờ chị hồi sinh mấy chục lần vậy chị Sừng. À thì chị là chị Sừng mà em phải hồi sinh cho chị bắn chứ. Hết máu thì chạy thẳng vô bo luôn đi em, ghé vô hồi sinh cho chị luôn nha. Hồi quần què chứ hồi chị bắt em đi sao ngoài bo mấy chục cây số mà con bình máu một chết queo luôn. Trời gì nguyên chặn chị không cho em bắn một viên đạn, không có miếng đam nữa. Ờ, tại máy lắc em ơi.
Mới lắc đi 2 cân 4. Mới lắc đi 2 cân 4. Có bản lĩnh nhé thì là sếp Free Fire. Gớm giòm bước. Chẳng muốn